Hey, chào cô chú anh chị em mình nha, lại là em Tân đây, quay giới thiệu về con TV 32 inch vừa nhập cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Trước mắt anh em là về con 32 ha, 32 từ đời cổ đến đời mới, đời mạng đến không mạng có hết ha. Rồi, trước mắt anh em là một con Samsung 32 inch, màn hình mới bảo hành 3 tháng anh em ơi, màn hình mới ha. Samsung 32 inch có chức năng lên mạng wifi, có chừng để bàn luôn ha, giá 2.200.000 bảo hành cho anh em mình 3 tháng ha. Samsung 32 inch lên mạng wifi, màn hình mới chưa lọc keo nè anh em, bảo hành cho anh em mình là 3 tháng ha. Rồi, anh em chơi được con này thì mình chơi ha. Samsung 32 inch lên mạng wifi, màn hình mới bảo hành 3 tháng. Rồi, tiếp đây là một con LG. LG cũng 32 inch luôn anh em ơi. Màn hình mới ha, bảo hành cho anh em mình là 3 tháng luôn ha. Hình ảnh cực kỳ đẹp sắc nét ha. Này màn hình mới còn nguyên tem nên anh em ha. Còn nguyên tem chưa lọt nè, anh em mà xài thì cái này nó bị chá cái bức tường anh em ơi, chứ hình ảnh đẹp dữ lắm nha. Em quay nghiêng rồi quay vuột luôn à. Em quay nó chá nó cái vô cái miếng vách á, chá chứ hình ảnh đẹp lắm nha anh em. Nè, màn hình mới chưa lọt keo nè. Màn hình mới 100% bảo hành cho anh em mình 3 tháng ha. Đó, TV này thì hiện tại nó không có lên mạng anh em, nhưng mà anh em mua thì sẽ tặng anh em cái bốc ha. Tặng anh em cái đầu bốc mới anh em mình lên mạng nha. Giá này là 2.100.000 anh em ơi. 32 inch LG lên mạng wifi 2.100.000. Con này hiện tại chưa có chân ha. Anh em mà có chơi thì em sẽ kiếm cục chân để cho anh em ha. Rồi. LG 32 inch lên mạng màn hình mới bảo hành 3 tháng giá 2.100.000. Rồi. Rồi, tiếp con Panasonic, màn hình zin đẹp cực kỳ anh em ơi. Con này bán 850.000 ha, con này không mạng ha. Đó. Con này là nó không có mạng. Nhưng mà anh em nếu anh em có xài mạng thì mình mua cục bóc thêm ha. Hoặc là em tặng anh em mình cái cục này luôn, kết nối điện thoại anh em. Cái này cục này để bắn điện thoại qua, nhúc nhích cái lỏng chui. Cục này để bắn từ điện thoại lên, bắn màn hình điện thoại qua đó anh em ha. Anh em mình chơi em tặng anh cục, anh em cục luôn nha. Rồi, 850.000 Panasonic 32 inch, màn hình zin đẹp cực kỳ. Rồi. Với 32 inch nè. Ủa rồi, xin lỗi, 43 inch LG màn hình 4K em còn 2 con anh em. 43 inch LG màn hình mới bảo hành cho cô chú anh chị em mình là 6 tháng ha. Màn hình 4K cực kỳ đẹp sắc nét ha. Con này cái này thì em còn 2 con ha. Anh em mình chơi được chơi ha. Hình ảnh thì cực kỳ sắc nét, có chuột bay nè anh em. Âm thanh hình ảnh cực kỳ sắc nét luôn ha. Con này là LG 43 lên mạng wifi, có hỗ trợ bluetooth, kết nối là kéo kéo luôn nha anh em. Có giọng nói tìm kiếm có chuột bay luôn, nó chừng để bàn luôn ha. Giá là 4.200.000, bảo hành cho anh em mình là 6 tháng ha. Rồi. Dưới em còn một con LG anh em ơi. Ở, xin lỗi, con này con Samsung anh em ơi. Samsung 43 inch mà màn hình mới bảo hành 6 tháng 3.800.000 ha. Rồi, dưới đây một còn một con này anh em. LG thì còn 2 con ha, bên kia còn đây con ha. Rồi, cảm ơn quý chú anh chị quan tâm rất nhiều ha. À, chiều nay em có cái clip anh em làm review test mấy cái loa cho anh em, theo như anh em có nhiều yêu cầu á, nhiều anh em yêu cầu á là quay thử mấy cái loa cho anh em nè. Nè. Loa kẹo kéo em còn nhóc chân nè, sáng giờ cũng bán được mấy cái giờ còn bên đây nè, công suất lớn bên đây luôn ha. Rồi, với mấy cái đơn hàng mà sáng giờ anh em đặt nè, đóng gói sẵn là chút xíu chờ xe lại lấy giao cho anh em ha. Đó. Tùm lum hết anh em ơi. Đó. Sáng giờ đặt cũng được 7-8 đơn ha, rồi chuẩn bị đóng gói sẵn ở đây đợi anh em đợi xe lại rồi gom rồi giao cho anh em ha. Rồi, đây mấy cái lò này anh em. Đó, lò mới còn y tinh nhóc cho anh em mua bán giá rẻ anh em ha. Rồi, với anh em mua hàng bên em á là em cũng anh em mà chốt đơn là em lên liền anh em ha, lên gửi cho anh em liền ha, nhưng mà anh em hết sức thông cảm ha, Tết anh em. Hàng hơi nhiều cho nên có gửi chậm chút xíu anh em thông cảm nha. Tết là người ta gửi đầu nhiều cho nên hàng của mình đi nó cũng hơi chậm. Nếu anh em nào mà có nhu cầu mà muốn gửi nhanh đó, thì anh em nói một tiếng gửi giao hàng nhanh cho anh em mình nha, chứ gửi hàng tiết kiệm thì lúc Tết nó hơi chậm, anh em thông cảm nha. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm rất là nhiều. Địa chỉ, số điện thoại em là 0346854213 ha. Số điện thoại em 0346854213. Địa chỉ em ở gần cầu Chợ Lách. À xin lỗi, gần cầu Cái Gà, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Zalo là cái số này em có xe Zalo nha anh em. Đó, YouTube em là Tân Chợ Lách Bến Tre ha. Rồi, cảm ơn anh em mình quan tâm theo dõi rất là nhiều nha. Rồi, chiều nay em có về thêm lô TV nữa nha anh em. Anh em mình quan tâm thì mình follow kênh em để theo dõi mỗi ngày ha. Cảm ơn anh em.